mày về mày nói với vợ mày á, ở được không được thì thôi nha, chứ tao nhờ có một chút xíu chuyện mà cũng không được, nó giọng thứ với ôn chú Mục. Dạ làm gì trời, làm gì mà để cho bà mẹ nó la nữa ta. Của trời, mình nhớ là con vợ của mình nó ngoan, nó lễ phép lắm mà ta. Mình nhớ là kêu cái gì nó làm cái đó, mà bữa nay sao bà mẹ nó nói vậy trời. Có gì đâu cắn cắn nè. Để về hỏi thử mới được. Ủa bà. Gì dạ? Bà làm cái gì mà bà mẹ bà mới la tôi nè. Làm gì sao? Là ở được không được thì nghỉ ở là sao? Tôi có làm gì đâu trời. Bà nói chuyện ngậu. Không làm gì mà bà mẹ bà nói vậy hả? Ờ. Bà mẹ kêu tôi bắt cái nồi cơm. Rồi bắt làm sao? Thì nè, cái này là cái nồi cơm. Nồi là tôi nấu cơm rồi. Bỏ đi tôi nấu.